Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi tin tức 24 giờ mới nhất. Thưa quý vị, vài năm trở lại đây, cái tên thấy ông nội Lê Tùng Vân hay tỉnh thất bồng lai từng một thời khuấy đảo cộng đồng mạng gắn với hàng loạt tai tiếng. Những tưởng loạt ồn ào đã khép lại vào năm 2022 khi loạt bản án đã dành cho các đối tượng này. Nhưng mới đây, thông tin ông Lê Tùng Vân bị khởi tố thêm tội danh loạn luân tiếp tục thu hút sự chú ý của dư luận. Liệu với độ tuổi đã ngoài 90 này, Lê Tùng Vân sẽ bị xử lý thế nào cho tội loạn luân? Hãy cùng tìm hiểu trong video ngày sau đây từ vụ Lê Tùng Vân bị khởi tố thêm tội danh, tội loạn luân bị xử lý thế nào. Như đã đưa tin, sau thời gian điều tra, Công an tỉnh Long An đã có đủ chứng cứ xác định Lê Tùng Vân, sinh năm 1932, quan hệ loạn luân với con ruột sống trong hộ bà Cao Thị Cúc ở ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa. Trước đó, qua nguồn tin tối xác có dấu hiệu tội phạm loạn luân xảy ra tại tỉnh thất Bồng Lai ở huyện Đức Hòa, Công an đã vào cuộc điều tra, Đến nay, Công an tỉnh Long An đã có đủ chứng cứ xác định Lê Tường Vân quan hệ loạn luân với con ruột sống trong hộ bà Cao Thị Cúc ở ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa. Dưới góc độ khoa học, theo bác sĩ Trần Văn Phúc, thì nói tới loạn luân, chắc chắn nhiều người sẽ cho rằng đó là bản năng động vật. Nhà triết học cổ đại Plato cũng đã từng quan điểm như vậy. Nhưng nếu động vật biết cái thì đó là lời nói nhảm, không hề có. Thế giới động vật không có xu hướng loạn luân mà ngược lại, chúng đã rất nỗ lực để ngăn chặn loạn luân. Dưới góc độ pháp lý, luật sư Quách Thành Lực, giám đốc công ty Luật Pháp trị Đoàn luật sư thành phố Hà Nội cho biết, Việt Nam là một trong những quốc gia lên án gay gắt hành vi loạn luân. Loạn luân không chỉ gây ảnh hưởng về mặt sinh học của con người cho các thế hệ về sau, mà nó còn là một hành vi trái với luân thường đạo lý được hình thành trong xã hội. Chính vì thế, Người có hành vi loạn luân thường sẽ bị xử phạt rất nặng về hành vi vi phạm của họ và theo lịch sử cho thấy tội loạn luân thường bị xử phạt gắn liền với hình thức phạt tù. Theo điều 184 Bộ luật Hình sự năm 2015, loạn luân là hành vi của một người giao cấu với người mà biết rõ người đó cùng dòng máu về trực hệ là anh chị em cùng cha mẹ, anh chị em cùng cha khác mẹ hoặc cùng mẹ khác cha, trong đó những người cùng dòng máu về trực hệ là những người có quan hệ huyết thống trong đó người này sinh ra người kia kế tiếp nhau tội loạn luân là tội được xem là nghiêm trọng trong khung hình phạt hình sự tại Việt Nam theo quy định của pháp luật Việt Nam tội loạn luân là tội bị truy cứu trách nhiệm hình sự thay vì các tội khác sẽ có quá trình xử phạt vi phạm hành chính rồi mới đến các bước nghiêm trọng chuyển hóa sang bị truy cứu trách nhiệm hình sự các yếu tố cấu thành tội loạn luân theo Bộ luật Hình sự các yếu tố cấu thành tội loạn luân theo Bộ luật Hình sự được quy định giải rác ở rất nhiều điều luật khác nhau Chính vì thế, các yếu tố cấu thành tội phạm của một điều luật có hành vi loạn luân cũng rất đa dạng. Theo quy định tại Điều 4 Nghị quyết 06-2019, NQHDTB, quy, quy định về một số tinh tiết định khung như sau. Một có tính chất loạn luân, quy định tại điểm E khoản 2, điều 141, điểm A khoản 2, điều 142, điểm D khoản 2, điều 143 và điểm A khoản 2, điều 144 của Bộ luật hình sự là một trong các trường hợp sau đây. Phạm tội đối với người cùng sang máu về trục hệ, với anh chị em cùng cha mẹ, anh chị em cùng cha khác mẹ hoặc cùng mẹ khác cha. Phạm tội đối với cô ruột, dì ruột, chú ruột, bác ruột, cậu ruột, cháu ruột. Phạm tội đối với con nuôi, bố nuôi, mẹ nuôi. Phạm tội đối với con riêng của vợ, con riêng của chồng, bố dượng, mẹ kế. Phạm tội đối với con dâu, bố chồng, mẹ vợ, con rể. Loạn luân bị xử lý như thế nào? Tùy từng trường hợp mà người có hành vi loạn luân có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về các tội sau. Tội loạn luân, điều 184 Bộ luật hình sự 2015, sửa đổi năm 2017. Người nào sao cầu với người mà biết rõ người đó có cùng dòng máu về trực hệ là anh chị em cùng cha mẹ, anh chị em cùng cha khác mẹ hoặc cùng mẹ khác cha thì bị phạt tù từ 1 đến 5 năm. Tội hiếp dâm khoản 2 điều 141 Bộ luật hình sự 2015 sửa đổi 2017. Người nào dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực hoặc lợi dụng tình trạng không thể tự vệ được của nạn nhân hoặc thủ đoạn khác giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục trái với ý muốn của nạn nhân và có tính chất loạn luân thì bị phạt tù từ 7 đến 15 năm. Tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi, khoản 2 điều 142 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi 2017. Người nào thực hiện một trong các hành vi sau đây và có tính chất loạn luân thì bị phạt tù từ 12 đến 20 năm. Dùng vũ lực, đe dọa vũ lực hoặc lợi dụng tình trạng không thể tự vệ được của nạn nhân hoặc thủ đoạn khác sao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi trái với ý muốn của họ, sao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người dưới 13 tuổi. Tội cưỡng dâm, khoản 2 điều 143 bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi 2017, người nào dùng mọi thủ đoạn khiến người lệ thuộc mình hoặc người đang ở trong tình trạng quẫn bách phải miễn cưỡng giao cấu hoặc miễn cưỡng thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác và có tính chất loạn luân thì bị phạt tù từ 3 đến 10 năm. Tội cưỡng xâm người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi, khoản 2 điều 144 bộ luật hình sự 2015, sửa đổi 2017, người nào dùng mọi thủ đoạn khiến người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi đang trong tình trạng lệ thuộc mình hoặc trong tình trạng quấn bách phải miễn cưỡng giao cấu hoặc miễn cưỡng thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác và có tính chất loạn luân thì bị phạt tù từ 7 cho đến 15 năm. Tội giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi, khoản 2 điều 145 Bộ luật hình sự 2015, sửa đổi 2017. Người nào đủ 18 tuổi trở lên mà giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi, nếu không thuộc trường hợp quy định tại điều 142 và điều 144 của Bộ luật hình sự và có tính chất loạn luân thì bị phạt tù từ 3 cho đến 50 năm. Hiện nay không có văn bản, bản hướng dẫn định tội đối với hành vi đoạn luân, tuy nhiên có thể tham khảo tinh thần tại Thông tư liên tịch 01/2001 TTLT BTP BCA TAN DTC, VKSN DTC hướng dẫn Bộ luật hình sự năm 1999. Cụ thể, để truy cứu trách nhiệm hình sự về tội loạn luân, cần phải xác định rõ hành vi giao cấu là thuận tình, không có dấu hiệu dùng vũ lực hoặc cưỡng ép và được thực hiện với người từ đủ 16 tuổi trở lên. Trong trường hợp hành vi giao cấu giữa những người nói trên là thuận tình, nhưng nếu hành vi đó được thực hiện đối với trẻ em từ đủ 13 tuổi đến 16 tuổi thì không truy cứu trách nhiệm hình sự về tội loạn luân mà phải truy cứu trách nhiệm hình sự về tội giao cấu với trẻ em tại điểm C, khoản 2, điều 115 Bộ luật hình sự năm 1999. Trường hợp hành vi loạn luân kèm theo dấu hiệu dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực, lợi dụng tình trạng không thể tự vệ được của nạn nhân hoặc thủ đoạn khác thì tùy trường hợp người thực hiện hành vi đó phải truy cứu trách nhiệm hình sự về tội hiếp dâm điểm e khoản 2 điều 111 bộ luật hình sự năm 1999 hoặc tội hiếp dâm trẻ em điểm a khoản 2 điều 112 bộ luật hình sự năm 1999. Trong trường hợp hành vi loạn luân kèm theo dấu hiệu lợi dụng quan hệ lệ thuộc khiến bên kia phải miễn cưỡng cho giao cấu thì tùy trường hợp người thực hiện hành vi đó phải bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội cưỡng dâm điểm D khoản 2 điều 113 Bộ luật hình sự hoặc tội cưỡng xâm trẻ em, điểm A khoản 2 điều 114 Bộ luật hình sự năm 1999. Trong mọi trường hợp hành vi loạn luân được thực hiện đối với trẻ em dưới 13 tuổi thì người thực hiện hành vi loạn luân phải bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội hiếp xâm trẻ em, điểm A khoản 2 điều 112 Bộ luật hình sự năm 1999. Về độ tuổi thực hiện hình phạt, theo luật sư Nguyễn Thị Thu, đoàn luật sư Hà Nội cho rằng, theo khoản 1 điều 51 Bộ luật hình sự 2015, người phạm tội là người đủ 70 tuổi trở lên là một trong những tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự. Đây cũng là một trong các điều kiện để được tha tù trước thời hạn. Đồng thời không áp dụng hình phạt tử hình đối với người dưới 18 tuổi khi phạm tội, phụ nữ có thai hoặc người đủ 75 tuổi trở lên khi phạm tội, hoặc khi xét xử. Như vậy, người trên 80 tuổi phạm tội vẫn bị truy cứu trách nhiệm hình sự, song đây được coi là một tin tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự hoặc là một trong các điều kiện để được thả tù trước thời hạn. Thực hư về cuốn sổ thị tẩm của ông Lê Tùng Vân và bí mật sự mất tích của Jimmy Thưa quý vị, mặc dù hàng loạt tội danh liên quan đến những người ở tỉnh thất này đã bị phơi bày, tuy nhiên vẫn còn đó những bí ẩn mà cho tới nay chưa tìm ra lời giải, đặc biệt có sự mất tích kỳ lạ của thiếu nữ võ thị Diễm My. Cho tới hiện tại, khi ông Lê Tùng Vân, người đứng đầu cơ sở giả danh Phật giáo đã tiếp tục bị khởi tố với tội loạn luân, thì những thông tin về Diễm My vẫn đang là một ẩn số. Thực hư về cuốn sổ thị tẩm của ông Lê Tùng Vân và bí ẩn sự mất tích của Diễm My trong quá trình điều tra vụ án tỉnh thất bồng lai có một thời gian dư luận xôn xao lan truyền thông tin rằng cơ quan công an đã thu giữ cuốn sổ tay tình ái trong tỉnh thất bồng lai trong cuốn sổ này có ghi lịch yêu đương của ông lê tùng vân Đối với những phụ nữ sống tại đây, cư dân mạng đồn đoán như vậy bởi trước đó trong một buổi phát trực tiếp, Lê Thanh Minh Tùng, người tự nhận là con trai ruột của ông Lê Tùng Vân, cũng từng tiết lộ rằng đã được tận mắt thấy quyển sổ này. Tuy nhiên, công an không hề thu giữ cuốn sổ tay tình ái như cộng đồng mạng đồn thổi. Trong quá trình kiểm tra lực lượng chức năng có thu giữ một cuốn sổ nhưng không phải sổ tay tình ái, mà là sổ ghi lại chu kỳ kinh nguyệt của những phụ nữ sinh sống tại tỉnh Thất Bồng Lai. Bí ẩn sự mất tích của cô gái Võ Thị Diễm My Liên quan đến Võ Thị Diễm My hơn 4 năm qua, cô gái sinh năm 1999 này vẫn mất tích bí ẩn khi gia đình, cơ quan điều tra đều tốn công sức để tìm kiếm. Cuối năm 2019, dư luận ở Long An dậy sóng vì hàng trăm người đại náo tỉnh Thất Bồng Lai để tìm Diễm My cuộc giải cứu đã biến thành ẩu đả giữa nhóm của ông Võ Văn Thắng, cha ruột của Diễm My và nhóm sinh sống ở tỉnh Thất Bồng Lai do ông Lê Tùng Vân đứng đầu. Theo chia sẻ của ông Thắng, dù đã nhiều lần liên hệ với ông Lê Tùng Vân để yêu cầu được gặp con gái nhưng mong mỏi vẫn bất thành. Vì quá mong nhớ và không muốn con bị dụ dỗ theo con đường hư hỏng, ông đã đưa gia đình xuống thuyết phục ông Vân để thả con gái về. Ông Thắng cho biết Diễm My từ nhỏ sinh sống cùng gia đình ở thành phố Hồ Chí Minh. Con gái ngoan hiền, thông minh nên vợ chồng ông Thắng đã đặt rất nhiều kỳ vọng vào cô. Vì là con cả trong gia đình nên Diễm My từ nhỏ đã thay mặt cha mẹ lo toan việc gia đình, tỏ ra là một người hiểu chuyện. Tuy vậy, từ năm 2019, khi Diễm My quen với một người ở tỉnh Thất Bồng Lai, thì tính tình bắt đầu thay đổi. Thời điểm này không biết Diễm My nghe lời ai dụ dỗ mà nhất quyết đòi đi nước ngoài du học. Khi không thể khuyên nhủ con gái ông Thắng tiến hành bảo lưu trường học trong nước, và lo các thủ tục cho con đi du học. Gần sát ngày bay, Diễm My bất ngờ bỏ trốn, chặn mọi liên hệ với gia đình và đến ở tại tỉnh Thất Bồng Lai. Sự việc khiến gia đình ông Thắng bấn loạn, vợ ông nhiều lần ngất xỉu vì thương con và đau lòng. Tháng 10 năm 2019, khi biết chắc con gái đang ở tỉnh Thất Bồng Lai, ông Thắng gọi điện cho ông Lê Tùng Vân, nhưng ông này nói chỉ cho gặp Diễm My, không cho đưa về. Ngày 21 tháng 10 năm 2019, ông Thắng đến gặp Diễm My, để khuyên nhủ con gái quay về nhưng không được. Do quá nhớ con khoảng 15 giờ 20 phút ngày 24 tháng 10 năm 2019, ông Thắng cùng nhiều người đến tỉnh Thất Bồng Lai để giải cứu con gái nhưng bất thành. Theo diễn biến tại phiên tòa phúc thẩm ngày 2 tháng 11 năm 2022, xét kháng cáo của Lê Tùng Vân và đồng phạm liên quan vụ án hình sự lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của các tổ chức cá nhân, ông Vân Khai đã trực tiếp làm lễ xuất gia cho Diễm My, Lúc đó, thầy ông nội mặc áo vàng, Diễm My quỳ trước bàn thờ rồi thắp hương cho ông. Chỉ có điều, từ năm 2020 tới nay, Diễm My vẫn mất tích bí ẩn, chưa một lần lên tiếng về các sự việc liên quan tới mình. Kể cả khi được tòa triệu tập làm nhân chứng ở phiên sơ thẩm, phúc thẩm, cô gái chưa từng xuất hiện. Có mặt ở cả hai phiên xét xử, cha mẹ ruột của Diễm My cho hay, hiện giờ họ không biết con mình ở đâu, làm gì. Mẹ Diễm My, bà Đoàn Tiết Mai nói, khi con gái về nhà sống 6 tháng, thì tiếp tục bỏ nhà đi nơi nào không biết. Theo bà Mai, bà đã gửi đơn đến công an thành phố Hồ Chí Minh, công an tỉnh Long An trình báo về việc con gái mình mất tích. Cũng tại tòa, nhân chứng Trần Quốc Thắng, cán bộ công an huyện Đức Hòa cho biết, ngày 12 tháng 12 năm 2019, ông được ban chỉ huy công an huyện giao giải quyết đơn của vợ chồng bà Mai về hành vi giam giữ trái pháp luật xâm phạm quyền tự do cá nhân. Khi ông Thắng mời Diễm My và bố mẹ cô tới làm việc, cô gái không hợp tác. Không ghi được lời khai nên cán bộ công an này giao lại cô cho gia đình. Ở diễn biến giai đoạn điều tra vụ án tháng 5 năm 2022, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Long An đã ra quyết định truy tìm Võ Thị Diễm My để làm rõ những tố cáo liên quan đến nhóm người ở tỉnh Thất Bồng Lai. Việc truy tìm vẫn diễn ra liên tục khi cơ quan điều tra tiếp tục nhận được đơn của người thân Diễm My về việc cô gái này mất tích trong thời gian dài. Gia đình Diễm My cũng đã tố cáo nhóm người ở tỉnh Thất Bồng Lai có hành vi lạm dụng cô gái. Đến tháng 6 năm 2022, khi kết thúc giai đoạn điều tra chuyển vụ án sang truy tố, cơ quan tố tụng xác định bị can Cao Thị Cúc, 62 tuổi, chủ sở hữu và ngụ tại ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, có vai trò đặc biệt tại tỉnh Thất Bồng Lai nhiệm vụ của bị can Cúc là quản lý tất cả tài chính thu chi cho bị can Lê Tùng Vân cùng các đồng phạm. Năm 2019, khi công an huyện Đức Hòa mời Diễm My về làm việc tại trụ sở, bị can Cúc cùng Lê Tùng Vân và nhóm người ở tỉnh Thất Bồng Lai kéo đến chửi bới. Không chỉ xúc phạm công an, bà này còn cho rằng tỉnh Thất Bồng Lai có quyền chủ quyền đối với Diễm My. Trong thời gian dài, nhiều tin đồn giả thiết của dư luận cho rằng Diễm My đang bị nhốt trong mật thất ở tỉnh Thất Bồng Lai. Tuy nhiên, Công an tỉnh Long An khẳng định những tin đồn trên mạng xã hội đều chưa chính xác. Nhà chức trách nhiều lần khám xét tỉnh thất Bồng Lai song không thấy có dấu hiệu mật thất ở nơi này. Công an tỉnh Long An còn thông tin từ khi nhận được đơn của gia đình Diễm My về việc cô gái mất tích, họ đã phối hợp với lực lượng chức năng nhiều tỉnh thành để tìm kiếm nhưng chưa có thông tin. Những tin đồn cho rằng đã thấy Diễm My ở tỉnh thất Bồng Lai hay ở Bà Rịa Vũng Tàu đều là thông tin chưa đúng. Suốt nhiều năm ròng rã tìm kiếm, mẹ Diễm My chưa bao giờ ngừng hy vọng ngày có thể nhìn thấy con gái trở về. Bà cho hay gia đình đã chi nhiều tiền bạc công sức tiền con gái. Mẹ cô gái từng chia sẻ, người ta nói con ở Bến Tre, Châu Đốc, Vũng Tàu, Bình Dương, chỗ nào tôi cũng đi, dù hy vọng nhỏ nhất. Tôi thề người tìm nhờ cộng đồng mạng hỗ trợ nhưng vẫn không có thông tin gì. Ngày 19 tháng 4 mới đây, Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh Long An đã khởi tố vụ án khởi tố bị can Đối với Lê Tùng Vân, sinh năm 1932, ngụ ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An để điều tra làm rõ về hành vi loạn luân. Trước đó qua nguồn tin tố giác có dấu hiệu phạm tội loạn luân của đối tượng Lê Tùng Vân, cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh Long An tiến hành thụ lý điều tra và có đủ chứng cứ xác định Lê Tùng Vân có quan hệ loạn luân với con ruột sống trong hộ bà Cao Thị Cúc ở ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa liên quan vụ án xảy ra tại tỉnh Thất Bồng Lai trước đó ngày 3 tháng 11 năm 2023. Tòa án Nhân dân tỉnh Long An tuyên phạt bị cáo Lê Tùng Vân 5 năm tù, bị cáo Lê Thanh Hoàng Nguyên, Lê Thanh Nhất Nguyên, Lê Thanh Trùng Dương 4 năm tù, Lê Thanh Nhị Nguyên 5 năm 6 tháng tù, Cao Thị Cúc 3 năm tù, cùng về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân. Thưa quý vị, không chỉ phải thi hành án 5 năm tù về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân, mà giờ ông Lê Tùng Vân tiếp tục bị khởi tố về tội loạn luân. Liệu rằng ở độ tuổi ngoài 90 và với sức khỏe như hiện tại, ông Lê Tùng Vân thì việc xét xử sẽ diễn ra như thế nào? Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Nếu yêu thích chương trình, quý vị đừng quên bấm like, share và đăng ký kênh. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo.